ơi. Hả? Siêu Hào. Cái gì đây Liên Nhi? Trời ơi, không tin vào mắt mình luôn. Tớ chung được thẻ xe đạp rồi nè. Wow, sao Liên Nhi may mắn thế nhở? Linh Nhi, Siêu Hào, Củ Cải, cả ba người đều học chung một lớp. Nhà của Linh Nhi và Củ Cải là gia đình có điều kiện, khá giả, nên xin gì được nấy. Chỉ có Su Hào là khó khăn, mẹ thì đi nhặt ve chai kiếm sống, nên Su Hào lễ phép, hiểu chuyện, không dám đòi hỏi mẹ điều gì, mà còn thường xuyên tan học, chạy ra chỗ mẹ để giúp đỡ. Trường thì cách nhà khá xa, nhà Su Hào lại không có xe để di chuyển, nên mỗi ngày thường đến lớp trễ. Su Hào, em lại đi học muộn nữa rồi, đi ra ngoài hành lang đứng cho cô. Dù như thế nhưng trong lớp Su Hào, Linh Nhi, Củ Cải rất thân thiết với nhau. Tuần sau là có tiết chạy bộ nên cả ba bạn ấy hẹn nhau ra ngoài công viên để tập luyện. Linh Nhi, Củ Cải, bây giờ hai con mới tới hả? Trời ơi, tớ ngồi đây nãy giờ rồi. Mệt quá Su Hào ơi. Không thở ra hơi nữa rồi. Mệt quá. Mà phải công nhận á, Su Hào chạy nhanh thật á. Về cái lĩnh vực chạy bộ này á, là Su Hào thắng đứt tớ rồi. Có gì đâu, cũng bình thường thôi mà Củ Cải. Thôi tụi mình chạy tiếp đi. Không chạy nữa đâu. Trời ơi, Linh Nhi mệt và khát nước lắm rồi. Nghĩ mà xíu uống nước xíu đã. Ôi Linh Nhi, cậu đưa cái cặp tớ xem nào. Nè. Ở đâu ra mà cậu có cái cặp pool với cái bình giữ nhiệt đẹp thế? Còn có cả hình cầu thủ mà tớ yêu thích nữa này. Ê, cậu mua ở đâu chỉ tớ để tớ về kêu bố mẹ tớ mua mới được. Trời ơi, không có mua được đâu nha. Cái này là mình sưu tầm thẻ quà pool cho mỗi lớp sửa pool để đổi quà đó. Cậu xem nè. Hình thức đổi quà dễ không Linh Nhi? Trời ơi, dễ ẹc à Củ Cải ơi. Thì nè, mấy cái thẻ quà cool này nè, cậu mà sưu tầm được 24 thẻ quà sẽ đổi được một bình nước giữ nhiệt cool. Và 36 thẻ cậu sẽ đổi được một ba lô hỗ trợ chống ngủ phản quang cool nè. Thế cũng đơn giản quá Linh Nhi nhỉ? Khoan, mà chưa hết đâu nha. Nếu như cậu may mắn mà săn được thẻ xe đạp á, là sẽ trúng được một xe đạp cool cực ngầu luôn đó. Wow, nhiều phần quà hấp dẫn quá nhỉ. Công nhận cái ba lô cool với cái bình nước giữ nhiệt của Linh Nhi đẹp ghê á. Củ Cải. Su Hào, cậu cũng có cả bình nước giữ nhiệt đó hả? Trời ơi, thích thế. Đúng rồi, mình có 20 thẻ đổi quà. Hôm qua Linh Nhi cho mình thêm 4 thẻ là 24 thẻ, nên mình đổi được bình giữ nhiệt cool này nè. Mình còn định sưu tầm thêm thẻ để đổi lấy ba lô phản quang chống ngủ cool. Nhưng mà mẹ mình... Đừng lo Su Hào, tụi mình sẽ chia thẻ cho cậu mà. Su Hào đừng có lo, có bọn mình đây. Bọn mình sẽ chia thẻ với cậu mà. Bây giờ tụi mình lấy sữa ra uống đi rồi chạy tiếp. Hai bạn muốn uống sữa gì? Linh Nhi mời, coi nè. Ta ta. Linh Nhi có mang theo sữa dâu nè, sữa nho nè, sữa sô cô la lúa mạch nè. Su Hào cũng cải uống sữa gì? Tớ thích sô cô la lúa mạch này, cho tớ một hộp nha Linh Nhi. Ok, cũng cải. Linh Nhi, tớ uống vị nho nha. Vô tư đi Su Hào ơi. Cảm ơn. Một, hai, ba, vô. Củ Cải ơi, sữa trái cây hương dâu ngon ghê. Sô-cô-la lúa mạch này cũng ngon chả kém đấy Linh Nhi ạ. Mà tớ công nhận á, sữa cô này cũng ngon thật các cậu ạ. Thôi, tụi mình chạy tiếp đi các cậu. Đi Củ Cải, đi. Đi. Ê Củ Cải, bài này bạn sai nè. 9 nhân 3 là bằng 27, vậy là 28, sửa lại đi. Ha. Ok. Yeah. Ê Củ Cải. Hả? Su Hào kìa. Đúng rồi. Đi. Linh Nhi, cậu đi đâu đây? Su Hào, ra là cậu không đi chơi với bọn mình là đi nhặt vi chai đi kiếm tiền hả? Mẹ mình bị bệnh mấy hôm nay, không đi làm được. Mà không đi làm thì nhà mình đâu có tiền đâu. Nên mình phải phụ mẹ nhặt ve chai mấy hôm nay nè. Có khi mình phải nghỉ học vài hôm để thay mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sao cậu không nói với bọn tớ? Cậu không xem bọn tớ là bạn thân của cậu à? Tớ sợ các cậu chê cười, không chơi với tớ nữa. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Bọn mình là bạn thân của nhau mà. Bọn mình sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho cậu mà.
Tớ cảm ơn hai cậu nhiều nha. Bây giờ tớ giữ có tiền để mua một chiếc xe đạp cũ cũng được, để đi học về thật nhanh, giúp đỡ cho mẹ. Cái xe đạp cũ bây giờ cũng mấy trăm ngàn một chiếc á Linh Nhi. Ờ, cũng mắc nhờ. Thôi, mình phụ Su Hào nhặt ve chai đi. Ờ, được á, đi. Mệt quá các cậu ơi, thôi tụi mình nghỉ một xíu đi. À, vậy cũng được. Uống sữa các cậu ơi. Yeah. Ê, Củ Cải, mình chia cho bạn trước nè. Ừ, tớ cảm ơn. Su Hào, nè. À, chào tớ. Thôi, cảm ơn nha. À, mình một hộp. Củ Cải. Hả? Su Hào. Cái gì đây Linh Nhi? Trời ơi, không tin vào mắt mình luôn. Tớ chung được thẻ xe đạp đây nè. Wow, sao Linh Nhi may mắn thế nhở? Công nhận Linh Nhi may mắn ghê. Su Hào. Hả? Đây nè, mình tặng cho bạn nè. Ba mẹ mình dặn là phải biết chia sẻ để nhận được hạnh phúc. Với lại ở nhà mình có xe đạp rồi, nên là phần thưởng này mình dành cho bạn đó. Mà nhớ đổi xe đạp xong mỗi buổi sáng lấy xe đạp đi học hay chưa, đừng có đi học trễ nữa. Ồ thật không Linh Nhi? Cảm ơn Linh Nhi với Củ Cải nhiều nha. Mình cảm động quá, được làm bạn với hai bạn là điều trân quý nhất của cuộc đời mình rồi. Thôi mình làm việc tiếp đi, tí nữa đi đổi xe đạp với Su Hào. À đi đi.